Ông ơi, rét không? Rét không? Đi, ra ngoài này chơi. Ra vườn chơi đi. Đi đây, bóng đây. Nhanh lên, đa điểu, đa điểu, đa điểu đuối. Thôi, không trêu đà điểu nữa nhá. Không trêu đà điểu nữa, bóng ơi. Bóng ơi, thôi không nghịch nữa. Kệ đà điểu. Chả mấy khi mình thả con bông nó xuống dưới vườn nhưng nó nghịch quá các bạn ạ. Thời tiết thì rét rét thì mình thả nó ra để cho nó chạy rộng chân rộng cẳng. Đấy. Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đây là ba cái chú gà mà trong cái dự tính của mình hôm nay ấy, là thử mang ba chú gà này đi lên trên phố thử bán xem là có nhiều người hỏi không, có nhiều người mua không. Mình thì trong mắt mình thì nó rất chi là đẹp, còn thì đẹp hay là xấu thì nhiều khi là mình cũng muốn là mang đi lên phố ấy, để cho mọi người chiêm ngưỡng xem. Ồ, bông. Ôi giời ơi, nghịch quá. Thôi nào, bây giờ thì định là dự kiến là như vậy. Thế nhưng mà thôi, bây giờ thì mình không bỏ cái dự kiến đó đi. Xem các bạn thử nghĩ xem liệu mình tính mang lên phố xem có được không nhá. Nếu được thì mai mình thử mang lên phố, còn nếu không được thì thôi vậy. Thôi đi ra đi Bông. Đi ra để anh thả gà ra cho nó đi chơi đi. Nào, Bông có thấy bạn gà đẹp không? Định hôm nay cũng mang cả Bông đi nhưng mà sợ trời rét Bông không chịu được ấy. Bông hiểu không? Bông có lên phố không? Nào đi ra đây để đi cho gà ra chơi. Đi. Ra đây. Ngoan lắm. Nào. Vừa khoe dứt đời xong. Không đủ, không đùa gà nhá. Bông ơi, Bông. Nhà mình có trộm. Ui, nhà mình có trộm Bông ơi. Hôm nay mới bắt được thủ phạm rồi nhá. Thảo nào bao nhiêu hôm nay cá ở trong bể của mình nó cứ mất hút. Kia có phải là kẻ cắp không? Ồ, kẻ cắp biết bay các bạn ạ. Thảo nào. Đấy, nó đang áng binh bất động ở trên cái thành bể của mình đấy. Ôi, các bạn có nhìn rõ không? Các bạn nhìn rõ không? Đấy, thủ phạm chính là nó đấy. Nó ngồi như thế kia thì hỏi giang cá của mình chạy đâu cho thoát. Mày phát hiện mày rồi nhá. Ấy già lại còn kít kít á. Giỏi đấy, giỏi rồi. Tôi nuôi cá để chơi, hóa ra anh ở ngồi ở trên anh điềm tĩnh thế kia còn nhục không. Ghê chưa? Nó không biết sợ mình luôn này các bạn này. Ghê thật đấy. Thì ra là mày nhá, tắc kít nhá. Quê mình gọi đó là con tắc kít. Quê các bạn gọi là con gì? À, ngồi vẫn còn điềm tĩnh lắm. Coi như là cái bầu trời này là bầu trời của ta. Cá của ta nuôi cứ tự do à nhè. Giỏi nha, ra đến tận đây rồi. Không thể may, ghê chưa? Tự do à nhè. Tự do à nhè. Tắc kít này. Sao lại ăn của nhau thế? Đi chơi chỗ khác đi. Tiếc cái gì nữa này? Đi ra. Mày không bị sợ à? À, giỏi thật đấy, ghê thật đấy. Thảo nào, bao nhiêu hôm nay thấy cá cứ mất dần mất mòn, hóa ra là nó đấy các bạn ạ. Wow, Thảo nào. Mình bảo quái, 2-3 hôm nay mình không nhìn thấy cá của mình ở đâu nữa. Đấy trời, Thảo nào, phân bạn đấy cũng ị ra đây này. Đây nữa này. Ơi, ghê thật đấy. Mình thì cứ cố mải miết chăm sóc những chú cá mà bảo quái nạ không thấy là cá của mình đâu. Cứ nghĩ là cua nó ăn mất. Ghê thật. Ui. May nó không cướp mất bạn bồng bống mang mang của mình đây này. Đây bạn bồng bống mang mang của mình đây này các bạn này. Đấy, bạn bồng bống mang mang này là ngụy trang rất chi là tốt. Bạn ngồi ở trên này là bạn không nhìn thấy bạn chim quê mình gọi là con tắc kít. À, không biết là quê các bạn gọi con gì nhưng mà đúng là con này nó chuyên ra đào hang ở cái bờ đất ấy, là nó làm hang ở trong đấy để nó làm tổ. Ghê. Gì đây? Ấy cứ có cua cá đấy. Ui. Sao quần áo kiểu gì đây, trông như kiểu tây ấy. Tây à? Thế nào? Dưới thì đi sục này. Tất này. Quần thì quần thể thao của bộ công an này. Ôi trời. Trên là áo của chồng này. Ôi trời. Có việc gì?
Hôm nay em đi phố về. Ờ, đi phố về. Nhưng mà... Nhưng mà làm sao? Nhưng mà nghĩ nó lại buồn cười. Nghĩ nó lại buồn cười. Buồn cười cái gì? Cái cười cái gì? Cười như nào? Chồng đi phố về hàng bao nhiêu lần chẳng có quà cho vợ. À, chỉ mua về cho chim này, cho cá này. À, thì vợ... Thế là tức là tị cái gì? Vợ đi phố về có quà cho chồng. Ồ. Ừ. Thế là nói là sao? Ý gì? Là mua quà cho cái kia. À, tức là mua quà thì hôm nay là ngày gì nhỉ? Chẳng ngày gì. Không phải ngày của đàn ông, không phải ngày sinh nhật này. Không phải ngày đàn bà. Thật là ngô nghí. Chả nhẽ hôm nay ông trời đi vắng à? Không, chuẩn bị nghe nắng rồi đấy. Chuẩn bị nắng rồi à? Lại rét biết rồi đấy. Thế quà gì? Có hai cái con này, lạ lắm. Lạ lắm. Nghe có vẻ hơi không tin. Thôi đi vào đi. Không tin thì thôi. Thôi đi vào đi, đi vào đi. Ê, món ăn à? Hay, món gì đây? Em bảo nó lạ lắm vậy còn. Lạ lắm à? Ơ thôi được rồi, đi vào đây để anh kiểm tra mấy con cua. Ghê nhỉ, hôm nay lại có chơi bài lại bí châm mật với mình rồi. À các bạn này, sau khi mà mình đắp cụ đất này các bạn này. Em cua vàng của mình đây này. Khôn à. Ui, chúng nó làm hang giống luôn ở trong này luôn các bạn này. Hang giống luôn. Ghê chưa? Được, thế là như vậy là yên tâm rồi đấy. Nhưng mà mấy chú cá này là chắc là mình không có giữ được đâu các bạn ạ. Bởi vì là bọn chim nó... Đấy, nó cứ đến nó ăn bao giờ thì mình không có trông được. Thôi, chắc chắn là mình thôi chấp nhận đành nuôi cá để cho mấy con chim tắc kít đấy thôi các bạn ạ. Để bây giờ để về xem vợ mình có cái món quà gì mà gớm ghê thế nhỉ. Mình cho con bông nó về rồi các bạn. Nó nghịch quá cơ. Bông mới chả bênh, mỗi lần nó đi ra ngoài vườn này là nó đều coi như là làm cho khu vườn của mình nó bất ổn. Rồi bây giờ về xem vợ mình tặng mình cái gì mà gớm ghê thế nhỉ. Ghê, tặng gì? Đó. Đây, đây anh tặng em quả bưởi đây, đỡ phải tị. Thôi không thấy, này. Cái gì? Này. Tặng mấy củ sả này à? Tặng mấy củ sả này để làm gì? Đây. Đây là cái gì? Chả biết là cái gì. Ui, cái gì đây? Này mày cởi ra xem nào. Cái gì mà gớm ghê thế kìa? Run mà không cởi được. Run không cởi được, tặng chồng một cái mà run không cởi được à? Ui ô, con gì đây? Con nó không biết. Ô, con này là con gì đây? Này là cái con ghẹ. À, chó, nó đái, nó đái. Đây là con ghẹ à? Ô, bao nhiêu tiền? 100 bạc. 100.000 cơ à? Thế nhưng mà đây là con ghẹ tưởng cua cơ, nhìn tưởng cua cơ. Con này ăn kiểu gì? Hấp xả. Hấp xả. Ghê nhỉ. Lần đầu tiên vợ mình mua mình tặng mình hai con ghẹ luôn đấy. Anh thích ăn ghẹ ở ngoài biển cơ. Cái ghẹ biển đây ghẹ đâu. Ghê chưa vậy? Được được được. Thế nấu kiểu gì? Cho hấp xả. Cho hấp xả. Mẹ mày biết nấu không? Mua về anh nấu rồi, hỏi mẹ anh biết nấu không? Úi già già. Thôi được rồi, anh cảm ơn nhé. Đây, anh tặng mẹ mày quả bưởi khỏi phải tị, được chưa? Chả đấy, bưởi với nhà. Ghê chưa? Thôi rồi, anh cảm ơn. Chết không người sao bảo chả cảm ơn thế nào. Bắt tay cái cho tình cảm vợ chồng vâng. Nó đi xuống hay đi lên? Thích đi lên thì lên, mà thích xuống thì xuống. Thích lên thì lên, thích xuống thì xuống. Này. Ghê chưa? Vậy là 30 mấy năm cuộc đời các bạn ạ. Giờ mới được tự tay cầm vào cái con ghẹ này. Ghẹ à? Em ơi, tên nào nó là ghẹ à? Anh mà nhìn mà cứ ngỡ là cái con cua cơ. Đây các bạn này, đúng nó là vợ mình bảo nó là ghẹ thì mình cứ gọi nó là ghẹ chứ mình cũng chả biết tên đâu. Đây. Chứ nhưng mà bé bé này thì ăn uống cái kiểu gì nhỉ? Dã ra. Dã ra lấy nước nhá. Hấp cả con á? Có phải rửa không? Ô là là, chiều là là. Ôi trời, sao trông nó gầy ngòm thế này thì ăn cái uống cái củ khỉ gì? Thế mẹ mày biết cách hấp hấp một cái. Mà thôi được rồi, để anh thử vắt, cứ cho xả vào, cho nước vào thôi chứ gì. Trông cũng hầm hố, trông giống như con cua vàng của mình ấy nhỉ. Tính ra như này thì con cua vàng của mình không tận nhiều thịt hơn. Ô hay thật, mình chuẩn bị đâu đấy hết rồi. Rửa ráy đâu vào đấy hết rồi, vợ mình lại đi đâu mất rồi. Bạn vợ ơi. Thôi, đi đâu mất rồi. Không biết có phải như thế này không. Đây nước này, xả này. Đây là con ghẹ hay là con ghẻ hay sao ấy? Trông sao bụng dạ nó lại thế này nhỉ? Hai kiểu nó phải thế các bạn nhỉ? Nhớ là ghẹ chứ không thể chuyển sang thành ăn ghẻ được đâu nhá. Không biết là có cho mắm muối gia vị gì hay không? Thôi cứ thế này đun lên, nếu mà nhạt xong mình
Có khi mang ra vừa nhá lại vừa chấm đúng không nhỉ? Úi dồi ôi, đã xong rồi. Không biết là nấu nướng cái kiểu gì, cạn sạch hết nước rồi các bạn ạ. Đúng là nóng hổi vừa thổi vừa ăn nào. Hiệp ơi, Hiệp con đã được ăn cái con này bao giờ chưa? Con này không phải là con cua. Con này không phải con cua, thế mà bố mới đầu bố ngỡ là cua cơ ấy. Bố tưởng cua cơ. Con này con ghẹ. Con ghẹ, ôi thêm biết hơn cả bố nhá. Chắc là được ăn rồi chứ gì. Đây, xem nào. Quá khổng lồ nhưng mà nó lại là mini. Cái nước này có ăn được không nhỉ? Để bố thử thử xem nào. Xem nào. Không ra gì con ạ. Đây, đây là sa tế này. À đây rồi, trong túi quần bố này có thủ sẵn cái thứ này. Đây này, con ăn được cái này không? Cũng gật, cũng ăn được. Ôi thôi chết rồi. Rồi bây giờ thì để bố con mình bóc ra để thử ăn xem. Bởi vì là mình lần đầu tiên được ăn luôn các bạn. Nói thật lòng luôn đấy, lần đầu tiên được ăn. Hiệp nhà mình bảo là cái con cua mà bằng từng ngày đã 1 triệu một con rồi. Ô thế thì bố lấy đâu được tiền con ơi. Giờ phải được nhiều các bạn ủng hộ cơ. Bao giờ được 100.000 người đăng ký, bố làm hẳn con cua 1 triệu được không? Cho con ăn nhá. Con có ăn được bùi tạt không? Chốc bố lấy cho à. Hắc tre. Hắc lắm à. Không phải là bùi tạp dễ ăn thế đâu. Hồi hộp à? Hồi hộp à? Bố hồi hộp lắm. Bố chỉ được ăn không biết cách ăn nó thế nào ấy. Bố không biết sợ ăn sợ các bạn cười chết rồi. Chị Linh vẫn chưa đi học về mà. Chưa. Rồi bây giờ thì ăn thế nào? Bây giờ lấy đĩa, con vào lấy đĩa đi. Tranh thủ lấy đĩa để bố pha cái bùi tạt này ra nhá. Đây. Con có thể ăn bùi tạt nhiều hay ít đây? Ôi thật nhiều quá. Thôi chứ bố lại mày. Thôi thế này thôi, xem nào. Trời. Mới ngửi thôi mà đã thấy cay quá rồi. À, mang đĩa nhanh lên. À, ok. Thế bố thử hút cái này nào. Mặn quá. Nào bây giờ biết đã cách ăn rồi chứ gì, có cần bố phải lấy cho không? Ai nhỏ, ghê phết này. Nha, dày ra nha. Thử thế nào? Phải tan ra bố ạ. Phải tan ra chứ gì? Được, bố cho thật tan ra. Kê chưa? Như thế này được chưa? Chưa. Vẫn chưa được? Vẫn còn mấy xanh kìa. Ôi dạ, thế này xanh mồm hơn cả bố rồi. Thế nào? Giời ơi. Ôi mày nửa bố. Chết choạng. Nào, bây giờ thì tạm thời hai bố con mình ăn chung nhau một con này để con phần của mẹ. Con có biết là đây là quà của mẹ không? Không ạ. Không biết à? Đây có cái càng này bố cho con nhá. Đây xem ăn thế nào nào. Còn cái càng này là bố bóc cho mẹ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, mẹ đang làm caramel. Đây, anh chấm cho caramel nhá. Không mọi người bảo nè, nè ăn chẳng bao giờ thấy vợ đâu. Này, đây cho cả cái càng này. Ăn đi sao anh bóc ra. Đấy, Hiệp kìa. Đấy. Cay không? Sướng chưa? Mày, caramel của mình đang tê tái. Ây da, ây da, ây da. Đang người em. Mình con mời các bạn ăn. Con mời các bạn ăn nè, đây nhá. Được cả cái càng luôn này. Thôi không ăn đâu, cay lắm. Cay lắm à? Thôi từ lần sau không mua wasabi rồi. Ừ, thế sao con bảo là ăn sao được. Sao lắm ấy, sao lắm ấy. Ơ, cái độc rút thế này ra cái này hết à? Ôi đâu. Thế nào. Ôi đâu. Chết chó ạ, thế này đi chết con ạ. Thế này à? Cay lắm con ạ. Cay gì lắm ta. Ô, thế cứ bẻ ra thế này rút à? Vâng. Ô, thế chết rồi, thế thì bố nạc hậu rồi con ơi. Thế này xem có ai ở gần biển. Để bố ra bố làm chuyến không thế này. Ôi dồi. Đây bố. Đây con giỏi bố ơi, con ăn đi. Ôi ôi, thế này thì bố này, con ngồi thế này tỉa có hết cả nghe. Ôi dồi. Thôi, bố đi mà chấm nhé. Con không chấm được nữa à? Con chị.
Tưởng con ăn được. Mùi hôi. Ôi tôi chết các bạn ạ. Từ nãy giờ là mình cũng thử ăn để xem là cái tình trạng nó như thế nào. Bây giờ thì mình cũng xin phép là mình mời tất cả các bạn dùng với bố con nhà mình, gia đình nhà mình miếng ghẹ con. Ghẹ. Ghẹ. Hôm nay không phải là mất lịch sự đâu mà là chưa được ăn bao giờ, thế thành ra là cứ cái kiểu như là mình có một cái cảm giác là tò mò ấy. Đây, nó cứ thế này độc tí tí như này thôi các bạn này. Ăn thế này có đến Tết con ạ. Mà bố không biết đang rút, bố rút tụt hết rồi. Đứt hết rồi. Đây giờ lại bóc ra thế này thì cũng có tội. Thế này thua hết cái món đấy con ạ. Món chạch nướng của bố con mình hôm qua. Cái này mua con to vào. Phải mua con to vào á? Mua to một tí. Tiền đây, mang tiền đây. Em. Thế nha bố. Con không ăn được cái này. Cái này là đây, con đây. Để bố lấy cho mẹ là miếng này. Đây chắc mỗi cái phần này là nhiều thịt nhất các bạn. Đây. Cái này không biết là có ăn được không này. Đây, phần cho mẹ không chấm. Không. Cả nhà không chấm nha. Chấm vỡ mẹ. Chả biết cái gì có ăn được không nhưng mà ăn hết. Ăn không biết là không có tội. Cứ có thịt là ăn. Ôi, bố nhai cả vỏ đấy con ạ. Nhai cả vỏ giòn giòn. Nhưng mà ngày dày mẹ mày có mua tặng bố. Mua con to to mà. Ăn thế này ạ. Chả bỏ. Thế bao giờ được 100.000 người đăng ký em mua cho anh con cua hoàng đế nha. Được. Đây là bớt lại một cái càng cho chị Ninh này. Bớt lại một cái càng cho bà, thấy chưa? Cái này con không ăn được. Cái này con không ăn được á? Từ đây con... Thế thì cả con cua giờ có hai cái càng mới lại kế. Giờ con không ăn được thì con ăn được gì giờ? Đây. Thôi thì chả biết là gỡ thì thôi ăn cảm. Ăn cảm vỏ. Ôi ơi. Cành tê. Cành tê. Đây này, như thế này là bố con mình là thổ đấy. Thổ mư đấy. Không biết làm ăn. Bố mình là không biết làm ăn đấy. Con rút toàn ra thịt đây này. Đấy con giỏi hơn bố. Hỏng rồi. Thế này ngày dày. Chỗ này 100.000 này mẹ này. 100.000. 100k. Hôm nào mẹ mày mua mực nhá. Mực á? Hôm nào mua tặng anh bữa mực đi. Được. Tưởng gì? Đây, mực dễ dàng. Đúng. Tưởng đòi ăn tôm hùm mấy con nhỉ. Chả biết đằng ăn. Còn hai cả vỏ. Mẹ mày. Chết. Choạng quá ạ. Cứ thế này bố này không thích ăn cái kiểu như là cắn hướng dương này này. Đây con tặng bố. Thôi con ăn đi. Đây. Tôi biết là cay nhưng mà vẫn cứ phải chấm vát. Chấm vát cho nó ngon. Thôi. Ăn cả vỏ. Đỡ phải bóc. Thế này nhanh nhất. Cái này là nhanh nhất. Này. Nào, bỏ đây bố bóc cho. Vẫn đang có miếng thịt bên trong. Đây, đấy, ăn phần nào con ăn đi. Bố mà cứ cái bộ môn như này thì cái này phần này có ăn được không nhỉ? Như gạch đấy. Gạch à? Hả? Ừ nhỉ. Thế cái phần kia bố bỏ hết rồi. Thế này, mang đây cho bố. Thế rồi. Nước rồi hết rồi, còn đâu rồi? Thế à? Còn nước nghe nhỉ? Đó. Ăn bằng hết. Chả mấy khi. Quà mẹ mua. Đỏ mang chân này, bố gặm hết. Tình hình bu cháu ạ. Sao anh? Ngày dày mua cho nhau, mua to to tí. Ăn uống đang thòm thèm cái này là không có chịu được nữa. Đang thòm thèm à? À. Được.
thà 100.000 mua được có khi được hai con mực, còn khi còn đủ nấm mồm. Thì để hôm nào nhá. Hôm nào á? Hôm nào đi lên bố lại tạt vào mua nhá. Ok ok, như tiền đấy ở đâu đây? Tiền lấy ở trong ví. Ví của ai đây? Ví của chấm. Ây da, lại tiền tôi. Nhục tôi rồi, lại tiền tôi. Ôi giời ơi. Thế nhưng mà thôi được, tiền anh thì tiền anh, nhưng mà em làm một con gì ăn uống, bố con nhà anh thòm thèm này, bố con anh đang mắng nhau ở tình hình này, thòm thèm đây này. Tiền của anh cũng là tiền của em. À, còn vỏ thôi các bạn. Nếu như 100.000 như này thì mình thấy là nó hơi đắt. Thật sự hơi đắt đấy. Thì thôi nhá. Nhờ mẹ mẹ cháu thử ăn đi nào, thử mút cái này xem nào. Mút xem nào. Tụt đầu lưỡi. Hôm nay mẹ mày có quần áo mốt hơi bị phê đấy nhỉ. Kinh. Có lẽ là ngon thì nó lại đắt như vậy không các bạn nhỉ? Mình thấy thì ăn chưa cảm nhận được cái ngon là cái gì, bởi vì là nó độc tí ấy. Thành ra là không cảm nhận được nào. Tại cái mồm cứ coi như là ăn phải lấy cái loa. Uống rồi đỡ khát, khổ thế đấy. Bây giờ công việc của mình là ra xem bạn đà điểu này các bạn này. Bởi vì là hai hôm nay rét, mình thấy đà điểu của mình nó hơi xõa cánh ra, thì để kiểm tra xem sao các bạn nhé. Điểu ơi, Điều ơi, này ra đây, ra đây. Tóc. À không phải các bạn ạ, đây là cái cánh này là khi mà nó lạnh ấy, là cái đùi của nó là nó sẽ xuễ cái cánh xuống để kiểu như là mình kiểu buông áo xuống ấy. Hay chưa? Mình thấy xõa cánh, mình tưởng đầu cánh của nó làm sao cơ, nhưng không phải. Úi cái cổ của nó các bạn kìa. Cái cổ của nó vẫn căng phồng lên kìa. Tóc. Nó sợ mình lắm. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì chiều tối nào mình cũng nừa nó để đuổi nó vào chuồng ấy. Thế thành ra là nó cứ sợ mình, nó cứ nhìn thấy mình là nó sợ giờ đấy. Đây là thức ăn này các bạn này. Đấy. Hai bạn gà. Hôm nay định mang hai bạn gà lên phố đây. Cuối cùng là không thành. Đẹp thật đấy. Ấy, con ngan kia vừa lại chồng tao nhá. Chồng tao thằng bông nó dọa cho rồi, không biết sợ à? Hả? Đúng là một gọi là một khu vườn bất ổn các bạn ạ. Rồi bây giờ thì thưởng thức thì cũng thưởng thức rồi. Còn thì cá thì cũng đã phát hiện ra nguyên nhân vì sao là mất cá rồi. Ăn thì cũng được ăn rồi. Còn bây giờ thì mình xin phép là mình kết thúc video ở đây. Một lần nữa thì Long Đen luôn chúc các bạn vui vẻ và thành công. Có cái món gì ăn ngon thì các bạn để lại bình luận cho mình để mình thử làm ăn xem có được không các bạn nhé. Điều ơi, bye bye nhá. Ra đi.